Rồi xin mời cô Bác Theo đi. Rồi cô áo trắng mời tôi đến đây. Đó. Ở bên tôi. Rồi cô đến đây đi theo chú thì qua đây được không? Rồi cô này nữa. Đó. Cô cứ vậy đi theo chú thì quay. Mà chạy lên. Bước lên. Có thử nói đi theo ta. Đi theo ta. Đang ngồi mê mẩn với tiền bạc, đang ngồi mê mẩn với biết bao nhiêu thứ, con đi theo Chúa được không? Dạ con. Con đi theo Chúa được không? Dạ. Rồi con đi theo Chúa được không? Dạ thưa con. Và chúng con có bà con anh em gì không? Dạ thưa có. Bà con làm sao? Dạ là con của Chúa. Bà con của Chúa, con với bà con gì bà này không? Dạ có. Con của Chúa. Dạ có, là con của Chúa. Rồi bây giờ con chia sẻ cho mọi người con được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho người chúng ta cho bàn tay đồng ý với người. Dạ thưa cha, con là Maria Lương Thị Hiểu, con ở giáo xứ Cộng Đường, năm nay con đã 56 tuổi. Dạ thưa cha, vào năm 2008 con có được bé cháu ngoại này, thì vào ngày 30 tháng 4 cháu sanh vào lúc 12 giờ rưỡi. Khi mà cháu sinh ra, mẹ nhà con rất là đau lòng, đau đớn đến ghê gớm lắm. Thưa cha, đặt bé nhà con này. Cháu đã bị lấp hai bên lỗ tai, là cháu có tai, một bên tai bị nhúm và một bên tai có tai, nhưng cháu không có lỗ tai. Khi đó, cả gia đình nhà con đau đớn ghê gớm lắm. Con nói với con rằng, con ơi, chỉ trừ khi khoa học có tay, còn nếu như nó phải bán đất đi, bán tất cả đi để lo cho con của con là cháu ngoại của mẹ, mẹ xin bằng lòng. Con cứ yên tâm, đây là lời nói thật lòng từ trong đấy lòng mẹ, chứ mẹ không nói để cho con vui qua lúc này của con này. Rồi sau đó là anh suy em của con cùng với ba của cháu bé đã đi đến bệnh viện Long Thành gặp người giám đốc bệnh viện đó, và bác sĩ có một lời nói rằng: anh à, em bé không có lỗ tai, sau này đến một tháng anh đưa bé đi phẫu thuật, giống như đứa bé không có hậu môn thì bấm một cái có hậu môn bình thường, không sao đâu anh. Cả nhà nhà con lúc đó đặt trọ niềm tin hy vọng như thế đó, và đến sau một tháng thì con cùng với chị xui với mẹ của bé rồi với chú của nó trở đến bệnh viện trung tâm tai mũi họng. Thì khi đó con như nhận được một tiếng sét đánh lành mạnh. Người bác sĩ của khoa đó nói với con rằng: từ trước cho đến bây giờ chưa bao giờ thấy một ca như thế này. Bây giờ đây nếu chị muốn chữa cho bé thì chị phải gửi là một số tiền đô, và cái ca phẫu thuật này sẽ khoảng đến 30.000 đô. Và khi đó chúng tôi sẽ mời bác sĩ từ nước ngoài về, và phải đến 20 ca thì mới có thể chữa trị cho bé được. Lúc đó con buồn ghê gớm lắm, tiền con không có nhiều như vậy, và cái điều kiện đó quá khó khăn. Thì tình cờ con có một người quen đi làm ở bên Singapore về, thì cô bé đó mới chụp, lấy hai cô chụp hai bên hai cháu con và đưa qua bên Singapore hỏi cho một bệnh viện. Thì bệnh viện đó nói rằng bây giờ em bé này có giá trị chữa trị từ 3 tháng đến 5 tháng, trễ thì không còn cơ hội. Khi được biết như vậy, con lập tức làm vốn dây tóc bò cho mẹ bé, cho bé và cho con và cho người cô ruột của bé, để khi đó ba người đi trước, con ở lại sau cùng. Thì con có từ bên Singapore gọi về cho con được học sinh thêm là đến ngày 16 tháng 8 của năm 2008, khi đó đức mẹ hiện ra ở giáo xứ Bạch Long, thì con có đến đó. Thì con có đến đó, con cầu nguyện, con xin ơn mẹ. Và sau khi đi qua bên Singapore thì bác sĩ nói rằng nhìn bé như thế này, nhưng đây là sự may mắn cho bé, vì như thế đó mới được kịp thời. Và sau đó con có buồn ghê máy thì để bên tay hoặc là để bên tay. Trong một thời gian bé nghe được 8 tháng, thì đến khi đó bé đập máy và trong miệng là lúc đó máy ngừng. Thì cũng từ khi đó cháu con được nghe. Đến khi bé 2 tuổi thì con bé đến bệnh viện. Đến bệnh viện thì con có muốn nghiệm nghiệm xem rằng bé nghe được bao nhiêu. Thì
bác sĩ rất là ngạc nhiên khi lúc đó bé con nghe được và nói được, bé hát luôn. Thì con nói có tâm sự, con nói rằng thực sự vào cái ngày 16 tháng 8 đức mẹ ở Việt Nam con có cầu nguyện ở nơi đó, cho nên con tin và đức mẹ đã ban ơn cho bé con mới nghe được. Và bác sĩ cũng nói rằng không có một bác sĩ nào dám chứng minh rằng khoa học có thể làm cho bé con nghe được. Dạ thưa cha, con có được một tin như vậy là chứng minh bé con. Con có được một ơn thứ hai là khi vào ngày 27 tháng 5 chồng con nhập viện, thì khi đó sau đó biết rằng chồng con bị ung thư tuyến hoang tàn bên phía tay phải, và sau đó là huyết áp, thì chồng con cứ như mổ bác sĩ đó. Và sau khi mổ bác sĩ, khi đó chồng của con cũng bị méo như một dấu sắc trên mặt, khi cười là hở hai hàm răng và bị méo như thế đó. Rồi sau đó là xạ trị, thì chồng con có hỏi rằng sau này có thể cái bị méo này của tôi có thể phục hồi không thưa bác sĩ? Thì bác sĩ trả lời rằng không anh ạ, anh đừng có nghe ai để rồi tốn tiền vô ích và đau đớn bản thân, vì cái cơ hội phục hồi không còn có nữa, là tại vì cái búi của anh nó đã lớn cho nên phải hy sinh mất sợi dây thần kinh đó rồi, cho nên cơ hội phục hồi không còn có nữa. Thì cái hàm của chồng con cũng bị lệch, thì khó ăn uống lắm cha. Chồng con mới nói rằng chết còn sướng hơn, sống mà không hưởng thụ, không ăn uống gì được thì con có nghĩa lý gì đâu. Con mới buồn lắm, con khóc. Và trước khi chồng con đi mổ và trước khi đi sạc, con cầu xin ơn Chúa, con cầu nguyện với Chúa rất là nhiều. Và các con của con, hai đứa con của con thường xuyên tổ chức mời mọc những người đến đây đến làm thương xót để cầu nguyện cho chồng con. Thì con nói rằng anh có biết không, biết bao nhiêu hy sinh của em đã bỏ tất cả nhà cửa đi với anh để mong rằng em đến cho anh một niềm vui và sự an ủi. Và các con mình nó ngoan, nó có ý thức để biết làm chung sức với em từ trong việc kinh tế của gia đình và đến ngoài, là các con mình đã biết đến lòng thương xót Chúa và cầu nguyện cho anh để em có được một sức khỏe như hôm nay. Anh có biết là lời nói đó em hồn biết bao nhiêu không? Rồi từ đó con hàng ngày cái bàn mít xa cho chồng con, và đến ngày 3 tháng 8 cái đêm hôm tháng con tự cầu nguyện âm thầm. Sau đó con chợt nhận ra, con nhớ đến một câu trong một cuốn sách con đã đọc, là Chúa con cho lời sách kinh đó, con nói rằng nếu hai người thì cùng một tí cầu nguyện thì bất kỳ nơi đâu Chúa cũng sẽ ngự đến. Con lúc đó hai vợ chồng con bây giờ ở phòng trọ đối diện với bệnh viện, cho nên tụi con rất là rảnh, lúc nào con cũng nghe 500 bài nhạc của cha, cứ hết là con cắm sạc và sau đó là nghe tiếp. Mặc dù trong phòng có máy nghe, có tivi, nhưng tụi con thường không sử dụng, chỉ từ khi máy đã hết pin. Thế thì đến ngày hôm sau, con mới chợt nhớ tới câu đấy và con nói với chồng con, anh ơi, anh nằm xích xuống đi để em làm cái sao cho anh. Xong con nói thêm, anh à, bây giờ đây em cầu nguyện cho anh cũng cầu nguyện cho mình đi nhé. Và con xin với Chúa, con xin Chúa ơi, con xin Chúa hãy đổ hồng ân Thiên Chúa xuống đôi bàn tay này cho con xin Chúa hãy ban ơn chữa lành cho con, để cho con được chữa cho người anh em này là chồng của con. Nhìn thấy chồng con đau đớn như thế này, nhìn thấy chồng con như vậy, lòng con đau đớn ghê lớn lắm Chúa ơi. Con xin Chúa hãy nghe được những lời con khẩn cầu van xin. Thế thì khi đó nước mắt đầy trên mặt của con, mà con cảm thấy con cầu nguyện đã đủ, thì con nằm xuống nghỉ với bên cạnh chồng con. Rồi đến khi con nghe đến cái máy hết pin thì chồng con mới ra con tivi, con ngồi xuống là con nấu cháo và làm sữa cho chồng con ăn. Thì khi đó trong tivi có khúc hài, chồng con biết cười, con nhìn lên, con không dám tin vào cái mắt của mình là miệng chồng con đã giảm méo 70%. Thế rồi sau đó là qua ngày sau là thứ sáu con về, và đến thứ hai con lên, cứ từng ngày khi chồng con nằm bên này, con sẽ đặt tay bên ngoài, con vẫn xin ơn chữa lành từ Chúa. Và cái lần thì con lại đặt tay bên này, con vẫn xin ơn chữa lành từ Chúa. Và hiện nay
chồng con chỉ còn cười là hơi trễ ngôn một tí xíu, chứ còn cái miệng méo đã hết. Con thấy chị bao nhiêu tuổi, con theo suối thì bao giờ, biết lòng thương nước thì bao giờ? Con tên gì, bao nhiêu tuổi, làm gì? Dạ, con ở Linh Pháp, giáo sư Linh Pháp. Bao nhiêu tuổi? Con 8 tuổi. Còn con? Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và theo suối thì bao giờ? Con tên là Thầy Nguyễn, con theo Chúa. Biết lòng thương Chúa từ bao giờ? Cha là từ năm ngoái. Ai biết được con là lòng thương của Chúa, biết được chị nói cho mọi người biết. Cô cha là con đi là thờ cùng mẹ và mẹ con. Đây là ai? Mẹ con. Mẹ con. Thưa chị, chúng ta rồi mình thấy ba cô gái, một cô 56, một cô 38, cô 19. Ta thấy Chúa gọi Matthew, Chúa gọi 56, 38, 19 và còn gọi nhiều anh chị em khác nữa, gọi 78 người sĩ kê ma túy gặp một gia đình. Chúa gọi không loại trừ một ai. Người ta cứ nghĩ rằng là đồng chức Chúa là chỉ những người già, chỉ những người bay, đây những người trẻ, đây những người khỏe, đây những con người được Chúa cứu, đây những con người được Chúa chữa, đây một bé mà hai lỗ tai nó bị không thấy gì cả, không nghe được gì cả, không thấy mà bây giờ nó đã được chữa lành. Vì thế mà mình nghe rõ lời của Chúa nói, người bệnh mới cần đến thầy thuốc. Những con người đến đây, chúng ta nhìn bên ngoài khỏe, trẻ, đẹp đấy, nhưng mà ai cũng là những người có những căn bệnh về thân xác hoặc là bệnh tâm hồn. Mình đến đây để đón nhận ân thánh của Chúa, đến đây để chung phần đau khổ với Chúa trên thập giá, đến đây để cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Tôi đã nhìn thấy ở dưới có những giọt nước mắt chảy ra vì cảm nhận được rằng mình cũng là mắt theo được Chúa gọi, được Chúa đến chữa lành. Còn một người mắt theo cuối cùng nữa, con bé con của con lên đây để con chia sẻ cho mọi người về ơn phúc của Chúa ban cho con như thế nào. Con là cái gì sao hảo quá chị ạ.